Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị khán giả tham dự lễ bế mạc liên hoan trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên Việt Nam 2011 và đêm chung kết cuộc thi Người đẹp xứ trà Thái Nguyên Việt Nam 2011. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Miền quê yêu thương thơ Phạm Xuân Đương.